Asus thì có lẽ các bạn không còn lạ lẫm với những mẫu laptop rất là sáng tạo của họ. Đây, hôm nay thì mình đang mang tới đây một chiếc laptop nó cũng sáng tạo như vậy. Đây là Asus ZenBook Fold OLED. Đấy, các bạn nghe tên là hiểu vấn đề rồi đúng không? Mở hộp nha. Đây chỉ là cái hộp bao bên ngoài thôi. Còn tất nhiên là bên trong các bạn sẽ có một cái hộp giấy nhỏ hơn rồi. Ok, anh em nào không cẩn thận là trượt đấy. Một tờ warning, một cái vỏ bao da lót nỉ bên trong các bạn ạ, mà không có nam châm. Rồi, đến trọng tâm của video ngày hôm nay nhá. Nó mở như kiểu một cái chiếc laptop thông thường ấy các bạn. Là nắp trên mở ra này. Đó, và chúng ta sẽ thấy cái chiếc laptop ở bên dưới. Ở dưới này là bàn phím. Có thêm cái hộp này nữa thôi. Cái này chắc là phụ kiện sạc, chuẩn luôn. Một cái dongle từ cổng USB Type-C sang đây là cổng USB Type-A. Một cái cục nam châm. Trên này hãng đã hướng dẫn cách để sử dụng cái bìa này làm sao đấy, để setup để có thể dựng cái chiếc máy này lên đè vào cái hộp ấy. Rồi tí nữa mình thử nhá. Đây là sạc PD cổng Type-C, công suất là 65W. Các bạn sẽ dùng cái này kiểu gì nhỉ? Nếu mà đúng như trên hình này hướng dẫn ấy, đặt cái này bên dưới à? How? One hour later. Sau rất nhiều giờ phút tìm hiểu thì mình đoán thôi nhá. Đoán là có thể là cái đai giấy này sẽ được cuộn thành một cái đế đỡ cho phần hộp ở phía sau. Đặt cái hộp này lên đây, xong rồi đặt cái tablet này lên thẳng theo chiều này. Nhưng mà cảm giác là nó vẫn hơi dễ trượt các bạn ạ. Đại loại là các bạn có thể dùng cái hộp này làm một cái giá đỡ cho cái chiếc tablet của các bạn. Nhưng mà mình thì, cá nhân mình thì thấy nó cũng không chắc chắn lắm đâu. Anh em đừng thử nhá. Và đây, nhìn qua thì như kiểu một cái chiếc tablet rất to nhỉ. Thậm chí là một cái chiếc màn hình di động mà anh em có thể mang để hay cắm vào những cái chiếc laptop ấy. Nhưng mà không, đây hoàn toàn là một chiếc laptop di động mà các bạn có thể gập nó lại như thế này. Và màn hình sẽ tự động xoay lại. Và các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ có một cái phần bàn phím ảo bên dưới như thế này, để có thể thao tác. Và chỉ cần các bạn đặt một cái bàn phím tặng kèm này, đặt lên trên thôi nhé, không cần làm bất kỳ một cái gì cả. Hút một cái, tất cả cái phần màn hình bên dưới sẽ bị tắt đi. Mọi cửa sổ sẽ được co kéo lại sao cho tinh chỉnh phù hợp với nửa màn hình phía trên. Và các bạn nhấc ra một cái thì nó sẽ lại mở màn bên dưới. Một thiết kế khá là thông minh của Asus. Và mình nghĩ là họ đã có làm việc với Windows khá là nhiều. Khi mà Windows 11 trên đây nó đã mặc định từ khi mở máy có những cái thao tác rất là thông minh, phù hợp với những cái chế độ các bạn sử dụng khác nhau như vậy. Bây giờ mình tưởng tượng ra các bạn sẽ có thể dùng nó ở một số những chế độ. Ví dụ như là tablet hoàn toàn nằm ngang, hơi to, hơi nặng nhỉ, đặt dọc xuống, để bàn phím lên trên và dùng nó như một cái chiếc laptop thông thường. Là chế độ thứ hai, các bạn bỏ bàn phím ra, các bạn để xuống bên dưới thì nó sẽ giống hoàn toàn với những chiếc Asus ZenBook có hai màn hình mà mình đã từng review trước đây, mấy con ZenBook Duo ấy. Mà thay vào đó cái màn phía dưới nó không nhỏ, mà đây là hoàn toàn một cái tấm màn to như màn phía trên luôn. Và nó còn hỗ trợ cả cảm ứng nữa, để các bạn sử dụng như thế này và gõ bàn phím ở dưới này. Bàn phím này thì không có những cái chân kết nối các bạn ạ, mà nó sẽ có một cái công tắc ở đây, lại có cả một cái cổng sạc Type-C rời nữa. Và như mình nhớ thì nó sẽ là dùng kết nối Bluetooth. Và các bạn đặt lên đây, xong rồi các bạn gõ hay là các bạn để từ xa, các bạn vẫn có thể gõ như bình thường. Thì đó là lợi thế của kết nối không dây. Nhưng mà vấn đề của cái bàn phím này đấy, đấy là nó không thể tự sạc không dây khi mà đặt lên cái chiếc laptop này được. Mình mong chờ trong các bản tương lai thì có thể Asus sẽ trang bị một số những cái chấu kết nối ấy, để khi các bạn đặt lên đây phát là nó sạc không dây luôn. Như kiểu những cái phụ kiện cho những chiếc Surface hay là những con iPad bây giờ, bàn phím cứ đặt vào là nó tự hút. Thì đó là ba cái chế độ sử dụng rồi nhá. Ngoài ra như mình chú ý ấy, là ở phía sau lưng của cái chiếc laptop này, phần bản lề của nó ấy, thì sẽ được làm bảo vệ bao bởi một cái phần da. Nó khiến cho chiếc laptop này khi gặp lại trông hơi dày một chút, và nó khá là giống một cái cuốn sổ với một cái phần gáy da như thế này. Và các bạn sẽ có một cái phần kickstand để đẩy ra. Và khi các bạn mở cái chiếc laptop này ra và màn hình thì nó có thể dựng lên như thế này. Đó, lúc này thì các bạn như kiểu là sử dụng một chiếc máy tính bàn hay là một chiếc máy tính all in one luôn rồi. Anh em nào hay làm việc ngoài quán cà phê thì chắc là những người xung quanh sẽ phải kiểu ngạc nhiên với cái kiểu setup này của các bạn lắm ấy. Rất là nhiều cách sử dụng với một chiếc laptop có thể gọi là sáng tạo như thế này. Nhưng mà có một cái điểm lưu ý, đấy là khi mình dùng máy này mà không đặt bàn phím lên trên ấy, thì như các bạn có thể thấy là nếu mà ngửa máy ra một góc độ nhất định, mình đoán ở đây là cỡ khoảng 140 độ, 150 độ gì đó thôi, thì phần màn hình phía trên nó sẽ hơi nặng và nó sẽ bị ngửa xuống dưới. Nếu mà mình đặt cái bàn phím này lên thì ok, nó lại nặng bình thường, nhưng mà bỏ ra thì đấy, thế là mình nghĩ thế hệ sau có thể Asus sẽ lại phải có thêm một cái kickstand nữa ở đây để đỡ màn hình cho các bạn, giống như kiểu những chiếc Surface ấy. Ok, cái màn hình này thì như mình thấy bản lề nó sẽ khá là lớn và chúng ta sẽ có một cái góc gập cong rất là rộng, cho nên là khi mà mở hẳn ra các bạn gần như sẽ không thấy những cái phần đường nếp gấp ở đây.
có nhìn thấy nhá, nhưng mà nó không rõ ràng như những chiếc điện thoại kiểu Galaxy Z Fold 4 hay là Galaxy Z Flip 4, và kể cả khi mình thao tác vuốt qua vuốt lại thì nó cũng không có nhiều cái sự lấn cấn ở đây. Nói chung là dùng cái màn hình này để thao tác cảm ứng thì khá là thoải mái, và đặc biệt là khi các bạn đặt bàn phím lên đây mà gấp lại đấy thì nó sẽ vừa khít luôn, hơi dày một tí. Khi gặp lại thì nó cũng gọn đấy, cỡ laptop 13 inch và nó cũng chỉ nặng khoảng 1,5 kg thôi. Tức là cũng tiêu chuẩn Ultrabook rồi, nhưng mà nó khá là dày. Thì các bạn cũng phải lưu ý được cái là gặp rất là khít. Trên thân của nó thì sẽ có hai cổng kết nối, một cổng USB Type-C ở phía trên và một cổng Type-C ở phía bên cạnh phải, cũng như là cổng jack tai nghe 3.5. Đây đều là hai cổng Thunderbolt 4 và hỗ trợ cho các bạn những cái chuẩn giao thức từ sạc cho tới truyền hình ảnh, truyền dữ liệu rất là nhanh nha. Và như mình thấy là còn có cả những cái nút tăng giảm âm lượng này để các bạn dùng nó như một chiếc tablet. Thì ok, để như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có những cái cổng sạc để DJ khá là tiện ở bên cạnh chứ không bị quá là vương víu. Để như thế này thì sẽ cắm sạc ở bên trái, mà để như thế này thì sẽ cắm sạc ở bên phải. Ok, vậy là mình đã có một thời gian trải nghiệm cũng tương đối với cái chiếc laptop này với đầy đủ các ứng dụng. Thì mức giá của nó ở thị trường nước ngoài lúc đó mình xem là khoảng 3.500 đô, nhưng mà sắp tới đây nó sẽ được bán chính hãng ở Việt Nam với mức giá lên tới là 90 triệu đồng. Mình mà biết cái máy này có giá 90 triệu đồng thì chắc là mình không mang nó về để trải nghiệm hay là sử dụng đâu, bởi vì các bạn nhìn cái màn là các bạn hiểu vấn đề rồi đúng không? Đây là một tấm nền OLED dẻo của BOE. Nó dẻo cho nên là khi các bạn thao tác cảm ứng ở trên này thì nó sẽ bị lõm xuống một tí này, và nó cũng hơi bị bám mồ hôi và dấu vân tay một chút. Và lớp phủ của nó thì sẽ là lớp phủ gương, nó cơ bản rất là giống những cái màn hình của điện thoại, của smartphone mà các bạn vẫn đang dùng ấy, nhưng mà nó dẻo thì nó sẽ giống kiểu Z Fold 4 hay là Galaxy Z Flip 4. Tấm nền này khi mở full ra thì nó sẽ có tỷ lệ là 4:3, và nó sẽ có đây, các bạn thấy không, có hẳn một cái phần gợi ý về những cái template mà mình có thể sử dụng chia màn hình, chia cửa sổ với cái màn hình này. Ví dụ như là portrait mode, một ô cửa sổ kéo dài duy nhất, hay là hai ô cửa sổ hai trên dưới, hay là template 1, 2, 3, vân vân và mây mây. Ở đây mình cũng đã để sẵn đây ba ô cửa sổ như thế này. Thì cái tỷ lệ 4:3 này sẽ rất phù hợp để các bạn sử dụng đa dụng trong những ứng dụng cần phải duyệt nội dung như kiểu là duyệt web, duyệt Excel, duyệt trang tính, làm việc, làm bài tập, hay là khi mình để full screen ngang và mình sử dụng Premiere Pro ở tỷ lệ chiều như thế này này, thì nó cũng sẽ giúp mình đẩy thêm được một chút những cái line, những cái sequence, đường cắt âm thanh, đường cắt tiếng xuống ở bên dưới, mình nhìn được nhiều những cái không gian, những cái hiển thị hơn. Duy chỉ có một cái vấn đề của mình với cái tỷ lệ này thôi, đấy là khi mình xem phim tỷ lệ điện ảnh kiểu 2:9 hay là 2:1 ấy, thì nó sẽ thừa ra hai cái giải trên dưới màu đen, rất là phí diện tích đó. Được cái là màu đen thì cũng khá là sâu, bởi vì là đây là màn hình công nghệ OLED mà, nó có tỷ lệ tương phản là 1:1, và nó có khả năng bao phủ 100% giải màu DCI-P3 nữa, cho nên là nó đủ sức để đáp ứng cho các bạn có nhu cầu về những cái tác vụ liên quan tới hình ảnh, như kiểu là như mình dựng video, chỉnh sửa hình ảnh. Tất nhiên là với cái profile màu ban đầu khi mình mới mở máy ra thì màu nó hơi tươi các bạn ạ. Cảm giác nó khá là giống những chiếc Asus ZenBook Zen 12 mà mình đã có review trong quãng thời gian trước. Thì mình nghĩ là các bạn nào mà cần chuẩn màu thì các bạn sẽ phải cân lại màu màn hình này sau khi mở máy ra. Còn tất nhiên là khi các bạn đặt cái bàn phím lên và sử dụng nó như một chiếc laptop thông thường thì màn hình của nó sẽ là tỷ lệ 16:9 với độ phân giải là Full HD rồi. Thì cái này cũng bình thường, không có gì lạ lẫm nữa. Về hiệu năng của chiếc máy này thì nó không phải là một mẫu Ultrabook quá là mạnh mẽ các bạn ạ. Nó sở hữu con chip là Core i7-1250U, nó vẫn là Intel Gen 12 đấy, nhưng mà đây là dòng chip U. Về TDP chỉ là khoảng 12W mà thôi. Nhưng cái linh kiện cấu hình đi kèm của nó thì rất là đỉnh cao, lên tới là 16GB RAM hay là 1TB SSD NVMe tốc độ cao nữa cơ. Cho nên là mình cũng chỉ tập trung vào sử dụng cái chiếc máy này ở những cái tác vụ cơ bản thôi. Tất nhiên là mình có test qua một vài những bài benchmark kiểu Geekbench 5 thì mình để đây các bạn cùng xem. Thế nhưng mà thật sự là mình cũng không ham hố gì trải nghiệm những tựa game nặng ở trên này cả. Nó vẫn có thể chơi những tựa game online nhẹ nhàng kiểu LOL full screen tỷ lệ màn hình 4:3, rất là thoải mái. Tuy nhiên các bạn lưu ý nhé, cái bàn phím này kết nối với chiếc laptop này thông qua giao thức kết nối là Bluetooth, cho nên nó vẫn sẽ có những cái độ trễ nhất định. Và ngoài ra nhé, trong quá trình mình sử dụng cái chiếc bàn phím này, nó cũng sẽ có một ít hiện tượng là bị nhảy chữ hay là bị touchpad nó không mượt mà, nó bị loạn cảm ứng ấy. Mình nghĩ vấn đề này là do chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phần nam châm xung quanh phần viền của chiếc máy này để hút cố định cái phần bàn phím rời này, để đóng máy lại nó hút được chắc hơn này, cho nên nó ảnh hưởng tới cái khả năng cảm ứng của cái touchpad này. Thật ra là mình vẫn ưu tiên sử dụng nó ở cái chế độ là để rời cái chiếc máy tính ra và đặt cái touchpad ở bên dưới. Thì chúng ta sẽ có một cái setup với nhiều cái không gian diện tích màn hình nhất có thể là để dọc như thế này, có thể là để ngang như thế này, thì lúc này cái bàn phím nó sẽ không phải là vấn đề với các bạn nữa. Còn nếu anh em nào thật sự cần độ trễ thấp, muốn chơi game ấy, thì các bạn sẽ lại phải cắm dongle qua cổng USB Type-C Thunderbolt trên này hoặc là bên cạnh phải, để các bạn cắm những cái receiver, ít nhất là receiver 2.4GHz, cắm chuột cắm bàn phím vào, hoặc là cắm chuột bàn phím dây luôn thì độ trễ nó mới thấp được. Mình nghĩ có lẽ là Asus tạo ra chiếc máy này một phần là để demo tính năng, khoe công nghệ, và mục đích thứ hai là làm ra một cái chiếc máy văn phòng
gọi là siêu đa nhiệm với RAM lớn, với bộ nhớ khủng để các bạn lưu trữ file, bảo mật tài liệu trong này thôi, chứ không hẳn là hướng tới một ứng dụng nào đấy quá là nặng nề như kiểu là chơi game hay là render 3D các thứ. Viên pin thì có dung lượng là 75 Wh. Theo như Asus công bố thì các bạn có thể sử dụng tối đa lên tới là hơn 9 giờ, nhưng mà như mình trải nghiệm thực tế, hỗn hợp ở cả những cái chế độ như là full screen 43, đặt bàn phím lên, tắt một nửa màn hình, dùng một nửa màn hình, tỷ lệ lúc này là 16:9, rồi mình để độ sáng ở khoảng 90% và mình dùng hỗn hợp các tác vụ văn phòng như mình đã có chia sẻ, từ Word, Excel, Docs, xem YouTube cho tới thi thoảng có test game nhẹ nhẹ thôi, thì thời lượng pin của mẫu máy này qua một vài ngày như vậy nó trung bình là từ khoảng 6 cho tới 7 giờ. Nó vẫn đủ để cho các bạn dùng ở trong văn phòng, nhưng mà cơ bản thì các bạn đi ra đường thì các bạn vẫn nên mang theo cục sạc để cho an toàn. Cục sạc tặng kèm thì công suất là 65W, nhưng mà cái cổng Thunderbolt 4 trên này thì hỗ trợ nhận lên tới là 100W điện cơ. Loa Harman Kardon ở trên bộ máy này thì cũng khá là ổn, hai loa ở phần viền trên và hai loa ở cái phần viền mà có thể gọi là viền dưới, nhưng khi các bạn để ngang ấy thì nó sẽ là 4 loa ở hai bên, đúng không? Thì lúc nào các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm loa đa hướng, đa kênh. Âm lượng thì lớn đấy, cũng đầy đủ các giải âm trầm trung cao, nhưng mà mình thấy rằng chất lượng của một số những giải âm thì chưa thực sự là ổn. Ví dụ như là giải cao thì nếu mà các bạn để âm lượng to nó sẽ hơi chói, giải trầm thì hơi hụt. Nghe mình thấy ổn nhất là để nghe chơi game hoặc là nghe xem phim. Mình nghĩ là trải nghiệm cái chiếc laptop này thử một thời gian như vậy thì cũng đến như vậy là hết rồi. Nếu mà xét nó trên một khía cạnh là Ultrabook, gọi là thuần hiệu năng, hay là thuần về pin, hay là thuần về màn hình, thì có thể coi là cái chiếc Ultrabook này nó không thuần, không mạnh về bất kỳ một yếu tố gì cả. Tầm giá này hay thậm chí là thấp hơn, sẽ có những chiếc Ultrabook khác màn hình đẹp hơn, nét hơn. Cái chiếc laptop này mình nghĩ làm ra vẫn sẽ là có những đối tượng người mua, và chính là các anh em đam mê công nghệ, muốn trải nghiệm những cái công nghệ mới mẻ này sớm nhất có thể. Và bây giờ thì nó đã bán chính hãng tại Việt Nam luôn, với cả những chương trình bảo hành toàn cầu của Asus nữa. Thì anh em nghĩ sao? 90 triệu cho một chiếc laptop như thế này, là một người sớm nhất để trải nghiệm những công nghệ như thế này, các bạn thấy có đáng hay không? Cái câu chuyện so sánh cái chiếc laptop này so với những chiếc laptop thông thường, nó cũng giống như kiểu là so sánh cái chiếc Galaxy Fold đời đầu lên tới 100 triệu với cả mấy cái con iPhone 20-30 triệu ấy, nó hơi khập khiễng. Đó, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.